Chúng tôi thật may mắn khi Akaba đã đến nhà chúng tôi và hỏi cưới con gái của tôi. Chắc chắn nó đã rất may mắn. Và nó sẽ sống một cuộc sống như một nữ quan ở nhà bà, phải không? Cô nói đúng, Mangan. Con trai của cô đang giúp đỡ chúng tôi. Và bây giờ con gái của cô sẽ giúp đỡ chúng tôi trong vai trò là con dâu của chúng tôi. Tôi muốn cô ấy trở thành con dâu của tôi. Một cô gái thông minh như Sono sẽ trở thành một người vợ tốt, một con dâu hoàn hảo. Ôi Chúa ơi, tôi không thể tin rằng con gái của tôi sẽ nhận được lời cầu hôn tốt như vậy đó. Đây là một phước lành, phải không Vichaya? Tại sao em lại cứng đờ như vậy chứ? Hãy lấy đồ ngọt đến đây đi. Chờ một chút thím ơi. Akaba có thể thích Sono, nhưng tại sao không ai hỏi qua ý kiến của Sono? Ôi Chúa ơi, từ khi nào chúng tôi hỏi cưới con gái của cô lại thông qua cô ta vậy? Và hơn nữa, chú rể lại là con trai của tôi, Saka. Điều đó đã quá đủ rồi. Đây là cuộc sống của Sono. Mỗi một người đều có quyền quyết định cho cuộc sống của mình chứ. Tại sao Kira lại bỏ trốn sau những gì đã xảy ra ở nhà giáo viên chứ? Anh chắc chắn rằng giáo viên đã cảnh báo anh ta. Cô nói gì? Cô nghĩ rằng cô quan tâm đến Sono hơn tôi sao? Tôi là mẹ của nó. Cô chỉ ở đây một thời gian nữa thôi, sau đó cô sẽ phải rời đi. Vậy tại sao bây giờ cô lại muốn can thiệp về chuyện của gia đình chúng tôi chứ? Cô không có tư cách làm điều đó. Nói cho tôi biết, tôi là mẹ của nó hay là cô đi? Tôi có gì sai khi quyết định chồng cho nó? Mẹ không hề làm sai điều gì, nhưng mẹ có thể nghĩ gì? Cấm miệng đi. Có ai hỏi ý kiến của cô không? Không có ai hỏi ý kiến của cô hết. Và tại sao cô lại lên tiếng ở đây? Cô sắp rời khỏi đây rồi mà, phải không? Akabai, chúng tôi đồng ý với lời đề nghị này. Những gì mẹ đã làm là sai. Làm thế nào mẹ có thể đồng ý với bà ta được chứ? Con gái cũng như con trai, cô ấy có quyền quyết định về cuộc sống tương lai của mình. Tại sao chúng ta lại phải quyết định điều này cho Sono chứ? Mẹ thậm chí còn không hỏi ý kiến của cô ấy. Bây giờ thời đại này đã thay đổi rồi mà mẹ. Vậy chúng ta có quyền tự do quyết định cuộc sống của riêng chúng ta. Vậy Sono cũng có quyền tương tự như vậy. Vậy thì cô có quyền quyết định cuộc sống của cô không? Cô đã ở đây là quyết định của cha mẹ cô, phải không? Đây luôn là tiêu chuẩn. Và đương nhiên, Akaba đến đây là để cầu hôn Sono. Được thôi, mẹ nghĩ ý kiến của con gái không hề quan trọng, phải không? Vậy thì còn ý kiến của cha cô ấy thì sao? Vậy ý kiến của anh trai cô ấy thì sao? Họ yêu cô ấy tha thiết. Họ sẽ phát điên lên nếu nhìn thấy cô ấy bị thương tổn. Vậy bà đang nghĩ gì vậy Akabai? Bà đến đây để bắt ép Sono kết hôn với con trai bà. Vậy tôi có nên gọi cho cha tôi và Shiva biết về điều này không? Bà đã gọi chưa? Không phải không? Cô ấy nói đúng. Nhưng nếu cô ta gọi cho giác quan và kể cho anh ta nghe về chuyện này thì... Cô nói đúng. Hoàn toàn đúng. Cô ấy nói đúng đó Mangan. Saka sẽ không làm bất cứ điều gì mà không hỏi ý kiến của tôi. Và một người đàn ông luôn tôn trọng mẹ của mình thì người đó sẽ luôn biết cách để tôn trọng phụ nữ khác. Tôi nói đúng chứ? Tôi biết con trai của tôi, nó sẽ không đồng ý hôn nhân này nếu không hỏi qua Sono hay ý kiến của anh trai và cha cô ấy. Ta nói đúng chứ Saka? Đúng rồi. Tại sao chúng ta phải nghĩ về vấn đề này? Tôi đã có một giải pháp. Tại sao chúng ta lại không dành thời gian cho Saka và Sono
có thời gian riêng tư với nhau chứ. Họ có thể ra ngoài và trò chuyện với nhau, đúng không? Họ có thể dành thời gian bên nhau và tìm hiểu lẫn nhau để nảy sinh tình cảm. Sau đó Sono có thể ra ngoài và trả lời cho chúng ta biết. Cô ấy có thể nói với mọi người rằng cô ấy đã sẵn sàng kết hôn với Saka. Mình sẽ ở một mình với Saka sao? Bà hoàn toàn đúng đó Akabai. Đó là một ý tưởng hay. Sono, hãy vào trong với Saka đi. Đi nào Sono. Saka, hãy vào trong đi. Hãy vào trong với con bé. Đủ rồi đó Sidi. Đây là nhà của tôi. Và chuyện này liên quan đến con gái của tôi. Và tôi sẽ không bao giờ lắng nghe cô đâu. Shiva, kiểm soát cơn giận của anh đi. Hôm nay thì không cho qua. Ở yên đó. Làm ơn hãy lắng nghe con đi mẹ. Im lặng. Đứng yên ở trong đó. Mình sẽ phải làm gì đây? Mình nên gọi cho cha. Số điện thoại của bạn hiện không liên lạc được. Cha ơi, làm ơn hãy bắt điện thoại đi. Anh đang làm gì vậy Shiva? Hôm nay anh xong rồi, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Tôi sẽ không tha thứ cho những gì anh đã gây ra. Kiran, gọi xe cấp cứu chưa? Xe cấp cứu? Tại sao anh cần xe cấp cứu? Kiran, Shiva, cảm ơn Chúa anh đã ở đây. Mẹ của Kiran đang không được khỏe. Chúng ta cần phải đưa bà ấy đến bệnh viện ngay. Gọi cấp cứu ngay bây giờ đi. Tôi đang gọi thì bị anh chặn lại đó. Chờ qua, hãy ở lại đây. Anh sẽ đi gọi xe cấp cứu. Nhanh lên anh Shiva. Xin chào. Anh đã ở đâu? Tôi cần nói chuyện với anh gấp. Anh không có thời gian, anh đã có chuyện khẩn cấp. Anh cần phải gọi điện thoại ngay bây giờ. Anh ấy gác máy của mình sao? Ngay lúc quan trọng như thế này. Này, tại sao em lại chạy trốn chứ? Gia đình của anh đã đồng ý cho chúng ta kết hôn rồi. Điều này thật kỳ lạ đó Sono. Em đã trốn thoát khỏi anh hai lần, nhưng bây giờ em sẽ phải cưới anh thôi. Đi ra. Cô muốn chạy trốn sao? Ra ngoài. Hãy đi lấy nước đi. Nhanh lên. Hãy đi lấy một ít nước. Còn chơi gì nữa? Hãy đi đi. Con gái của ta sắp lấy chồng rồi. Đừng can thiệp vào chuyện này. Nhớ lấy. Cô không được làm phiền nó và Saka. Hãy để cho chúng vun đắp tình cảm. Cô hiểu chứ? Đi lấy nước đi. Nhanh lên. Có trời mới biết cô ta muốn phá tôi đến khi nào đi. Anh chị của tôi sẽ không bao giờ để cho chuyện này xảy ra đâu. Họ không đồng ý cũng sẽ phải đồng ý thôi. Không ai sẽ giúp em đâu. Vậy em sẽ không thể thoát khỏi tôi đâu. Em sẽ là của tôi. Họ sẽ ủng hộ tôi. Họ biết bản chất thực sự của anh.
và họ ghét anh giống như tôi vậy. Sono, mẹ của tôi là ai chứ? Tôi là con trai của Hakabai. Ở đây, lời nói của tôi là luật. Một khi mẹ tôi đã đồng ý thì Shiva cũng sẽ đồng ý theo. Gì đi thì cũng không thể làm phiền được chúng ta đâu. Không ai ngăn cản được. Em có hiểu không Sono? Nghe lời tôi đi. Nếu như em không kháng cự, tôi sẽ dành cho em hạnh phúc. Hoặc là đó là nữ thánh. Dinh nữ thánh dùng để làm sạch cơ thể cũng như tâm hồn của anh. Nó sẽ giúp anh tỉnh táo hơn và không làm những chuyện sai trái. Nhưng với trường hợp của anh thì hơi khó khăn rồi. Nhưng ít ra nó cũng sẽ giúp cho anh tỉnh táo được một phần nào. Dừng việc làm của mình lại đi. Này, anh là ai? Anh không thể lái xe này được. Cấm miệng của anh lại đi. Những gì anh đang làm là sai. Cấm miệng lại. Xe của anh hay là luật lệ của anh quan trọng hơn tính mạng của một con người. Cuộc sống của ai đó đang bị đe dọa chỉ vì anh đã ngủ quên. Hãy ơi yên đi. Chờ quá, nhanh lên. Nhanh lên. Cẩn thận, cha qua, lên đi. Nhìn lên, chúng ta không còn thời gian đâu. Kiran, anh có mang theo hồ sơ bệnh án của cô ấy không? Chúng ta cần nó. Chúng ở nhà, được rồi. Tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện, còn anh hãy về nhà lấy hồ sơ. Được rồi, nhìn lên, cha qua, cẩn thận đó. Này Shuno, hãy nghe kỹ những lời ta nói đi. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta nữa. Con sẽ phải hối tiếc về điều đó đó. Ta quyết định rồi và con sẽ phải kết hôn với Saka. Con sẽ phải đồng ý với hôn sự này. Và không được cãi lại ta. Không mẹ ơi. Làm ơn, im đi. Quyết định của ta là quyết định cuối cùng. Làm ơn mẹ ơi, con xin mẹ. Làm ơn. Có hãy giúp con với Sono. Không sao đâu Sono. Đừng lo lắng. Chị sẽ không để cuộc sống của em bị hủy hoại. Chị sẽ cố gắng liên hệ với cha. Chị sẽ không để anh ta đụng vào em. Chị sẽ không để điều đó xảy ra. Chị có thể làm gì được đây? Chị có thể làm gì? Chị đã phải kết hôn. Mặc dù chị cũng đã nói không. Mọi thứ đã diễn ra theo ý của Akabai. Và em cũng sẽ như vậy. Em thà chết còn hơn kết hôn với Saka. Nó sẽ hủy hoại cuộc sống của em. Em thà kết liễu cuộc đời mình còn hơn để cho anh ta làm điều đó. Đó là giải pháp duy nhất. Em sẽ kết liễu đời mình. Không Sono. Sono, em đi sao? Sono, em mất trí rồi sao? Sono. Em đừng làm như vậy Sono. Làm ơn nói với chị. Đừng làm như vậy. Nhìn chị đi. Đừng bao giờ mất hy vọng được không? Sono. Hãy nghe chị đi Sono. Anh trai vợ cha của em không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Nhìn chị đi. Khi Shiva biết, anh ấy sẽ không để điều này xảy ra với em đâu. Anh trai của em rất yêu quý em mà phải không? Mọi thứ sẽ ổn thôi. Khi anh ấy biết chuyện này, anh ấy sẽ không để điều đó xảy ra. Hãy tin chị đi. Sono.
họ sẽ không để cho cuộc sống của em bị quỷ quà đâu. Nghe chị đi, anh trai của em đã làm việc rất chăm chỉ để mua một chiếc đồng hồ cho cha. Khi cha nói rằng không muốn dùng tiền của Akabai, vì vậy anh ấy đã chăm chỉ làm việc. Và anh ấy đã xin lỗi về những sai lầm của mình với cha mình. Còn nữa, vì việc học của em, anh ấy đã không ngần ngại xin lỗi Kiran. Suno, hãy tin ở anh ấy. Anh trai của em sẽ không để mọi chuyện sai trái xảy ra với em đâu, được chứ? Hãy tin chị đi. Chị không nhớ sao ai đã đưa chị đến đây CD? Chị đến đây bằng cách nào? Đó là vì anh trai của em. Anh ấy cũng giống như Saka. Được rồi, nói cho chị biết đi. Chị nên làm gì đây? Vì hạnh phúc của em, chị có thể làm bất cứ thứ gì. Chị ơi, em xin lỗi. Xin lỗi chị vì những gì em vừa mới nói. Em đang cầu xin chị sao, Sono? Sao em có thể cầu xin chị gái của mình chứ? Chị có thể làm tất cả cho em. Chị ơi, em muốn chị hãy đưa em đến một nơi thôi. Đó là lối thoát duy nhất của em. Cả hai đang làm gì ở đây? Tại sao Sono lại dẫn mình đến đây chứ? Mình không hiểu gì hết. Làm ơn, bây giờ tôi không thể nói chuyện với hai người được. Mẹ tôi, Saka đã dẫn mẹ anh ta đến nhà và muốn cưới em. Vậy em thà chết chứ không muốn cưới anh ta đâu Kiran. Cái gì? Em đang nói gì vậy? Em đang cần thầy giúp đỡ. Thầy sẽ giúp đỡ em chứ Kiran. Tôi sao? Nhưng tôi có thể làm được gì? Sono, hãy lắng nghe chị đi. Chờ một chút. Không phải chị nói rằng hôn nhân là quyết định lớn nhất của chúng ta trong cuộc sống của mình sao? Chúng ta nên đưa ra quyết định cho cuộc sống của mình chứ không phải người khác. Ngoại trừ anh trai và cha ra, anh là người duy nhất có thể giúp đỡ cho em. Em không muốn cuộc sống của mình bị quỷ quái. Làm ơn hãy kết hôn với em đi Kiran. Em thích anh. Sono, chị ơi, chị đã nói rằng phẩm giá của một người được đánh giá thông qua hành động của họ. Em thấy điều đó là đúng. Trong lúc khó khăn nhất, khi Saka muốn cưỡng bức em, thì ngày Kiran đã bảo vệ cho em. Nếu như anh ấy không ở đó, thì hôm nay đã không có em ở đây. Vì vậy em muốn người đã cứu mạng em trở thành người bạn đời của em. Sono, bây giờ không phải là lúc để chúng ta nói chuyện này. Làm ơn, xin hãy giúp em đi Kiran. Hãy cố gắng hiểu tình hình của em đi. Làm ơn, chỉ có thầy mới có thể giúp được em thôi. Làm ơn. Làm ơn, hãy giúp em. Sono, em phải mạnh mẽ lên. Em đừng làm gì. Không, em không muốn lấy Saka. Hắn ta là một con quái vật. Và đây là lối thoát duy nhất của em. Em không muốn cưới hắn. Làm ơn hãy cưới em đi Kiran. Làm ơn hãy cưới em. Sono, đừng khóc. Shiva, làm ơn hãy nghe. Tôi không bao giờ nghĩ rằng anh lại hèn hạ đến như vậy. Tôi đã cảnh báo anh rất nhiều lần rồi. Đừng bao giờ đụng đến em gái tôi. Nhưng anh đã không bao giờ lắng nghe. Anh đã vượt qua giới hạn của mình rồi.